Xôi cho xe máy Trung Mỹ, xin chào toàn thể anh em nha. Thì ngày hôm nay thì mình tiếp tục lại giới thiệu cho anh em một cây Bose RX lên cho Way 19, con này là 2019. Thì chia sẻ với tất cả anh em thì bạn khách bạn ấy qua shop và bạn ấy chia sẻ bạn ấy muốn lên một cây Bose. Đấy, làm sao mà thứ nhất là nhìn cho nó thể thao, thứ hai là nhìn móc cái tiếng Bose lên cho nó nghe nó giòn, nó hay. Và cây này là móc căng các bạn nhá. Thì cũng chia sẻ với tất cả các bạn như những cái video lần trước ấy, thì mình cũng đã quay về những chiếc xe 50cc và Way 100 thì cái kiểu bắt nó khác, và cái của 2019 thì bắt nó sẽ lại khác. Thì như hiện tại mà anh em đang nhìn thấy ở đây thì mình đã lên cổ cho 2019 này. Cổ 2019 này không chạm vân thanh. Đấy. Không chạm vân thanh anh em, mà là làm chạm vân thanh. Đây là mình làm không chạm cần phanh anh em, thế này. Không chạm cần phanh một tí nào này. Cái thứ hai là có nghĩa là khi mà các bạn lấy cổ bộ zin của nó đâu em? Đây, cổ bô zin của nó đây anh em nhé. Cổ bô zin của nó như này nó sẽ ngắn, được chưa mọi người? Thì là mình sẽ cắt bỏ cái cổ bô zin của nó đi và lên cổ 2019, được chưa? Lên cổ 2019 này. Đấy. Và cái phần này thì mình sẽ nối vào, mình sẽ sơn đen lại để cho nó thẩm mỹ. Đó, thì cái thứ hai nữa là khi mà các bạn muốn kiểu nó đây cái phần này nữa này. Cái phần tai để bắt vào cái báng bô là chúng ta cắt đi, chúng ta hàn chế lại để làm sao để cho nó vừa đây. Khi mà chúng ta bắt lên xe là nó sẽ nằm nguyên vẹn như thế này, chưa mọi người? Đấy, có nghĩa là không khác gì lắp như zin luôn. Đó, và một cái phần nữa là khi mà mọi người muốn cái cây bô của mình vắt lên thì chúng ta sẽ chế và nắn để khi lúc mà chúng ta hàn ở phần này, chúng ta nắn làm sao để cho nó lên như thế này luôn. Đó, thì cây này là cây bô GSX. Đấy, Vossi nhá, 100 đây này. GX thì bây giờ thì mình sẽ cho anh em nghe thử cái tiếng của nó. Và khoan từ từ em này, trước khi mà cho nghe thử thì mình cũng chia sẻ qua cái này. Cái này là bên mình bắt tạm vào nhá, bởi vì không có ốc zin. Mình đã tháo bỏ ốc zin đi rồi, không có ốc zin nên là mình bắt tạm này để cho anh em xem. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em nghe thử cái tiếng của nó, được chưa? Cây này là cây GSX móc căng nha anh em. Thì mình vừa cho anh em nghe thử cái tiếng bô rồi. Và đây là cái phần móc ở dưới này, anh em nhìn thấy chưa? Đó, đây là phần móc anh em nhé. Đó thì cũng chia sẻ với tất cả anh em rằng là bên shop rồi chơi xe máy Trung Mỹ thì chuyên móc bô này, phân phối bô 253 Oxy Tân Hòa, bô giới đích cho tất cả anh em. Đó thì ví dụ như anh em nào mà đang có nhu cầu mà ví dụ như làm bô này, đấy, làm bô, sửa lại tiếng bô, hay là muốn mua bô móc của bên mình, hoặc là bô zin này, anh em có thể liên hệ qua cho shop ở trên sân bay Trung Mỹ. Thì thực ra thì bên mình đang lắp đặt và làm rất là nhiều bô của rất là nhiều anh em. Đấy, chia sẻ với tất cả mọi người là rất là nhiều bô. Đấy, rất là nhiều bô 2513 Tân Hòa, Oxy, thậm chí là những cây bô zin. Đấy, thậm chí là những cây bô zin. Ví dụ như cây này là cây phải nói là cực kỳ xấu đây. Đấy, và bên mình làm lại. Đấy, cây này là cây cực kỳ xấu bởi vì là khách người, họ qua shop mình để shop mình sửa lại trước đây. Khi mà gửi đến thì mình cũng quên không quay lại, nhưng mà thực sự là cây này là khách đã bổ toang hết rồi, không còn một cái gì cả. Đấy, thì mình quay để mình chia sẻ với tất cả anh em rằng là bên mình chuyên bô, chuyên đồ chơi, được chưa mọi người? Đó, thì cũng chia sẻ với tất cả anh em rằng là những bạn nào mà đang có nhu cầu ví dụ như mua đồ chơi xe này, đấy, các bạn mua đồ chơi xe này, các bạn mua bô này, đấy, đồ chơi xe thì nó có rất là nhiều thể loại như đồng hồ điện tử này, tay nắm tay phanh này, rồi thụt này. Đó, đồng hồ điện tử, tay nắm, tay phanh, móc miếc các kiểu, con đào điểu, trợ sáng. Đấy, nói chung là bên mình có rất là nhiều những cái thể loại đồ chơi luôn. Nhưng mà đa phần thì là bên mình chuyên quay nha anh em nhá. Bên mình chuyên quay luôn. Đấy, chính vì thế cho nên là có rất là nhiều anh em hỏi về những cái đồ khác thì mình thực ra là mình không có, mình không chuyên. Mình chỉ chuyên quay và gym thôi. Đó thì ngày hôm nay mình quay cái video này để chia sẻ với tất cả anh em, để anh em có thể nắm bắt được cái tình hình là như thế. Và một lần nữa thì mình cũng ra này quay cho anh em xem luôn là ví dụ như anh em đi từ hướng Hòa Bình về, đúng không ạ? Thì anh em sẽ nhìn thấy ngay cái biển này. Anh em nhá. Anh em đi từ hướng Hòa Bình về, anh em sẽ nhìn ngay thấy cái biển này. Cái thứ hai là cái biển shop rồi chơi xe máy Trương Mỹ này. Được chưa mọi người? Đó, shop đồ chơi xe máy Trương Mỹ. Đó. Quay cho tất cả mọi người xem. Đó, thì ngày hôm nay khi mà mình quay cái video này để mình chia sẻ với tất cả anh em về một số những cái chương trình của bên shop đồ chơi xe máy Trương Mỹ, thì mong rằng là anh em sẽ ủng hộ shop thời gian dài dài nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và một điều đặc biệt là bên mình hiện tại bây giờ đã có
cái shop ở trên Shopee thì anh em ví dụ như mua đồ đặt đồ anh em có thể qua cái link Shopee của bên mình để đặt hàng anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào.